Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tuổi Nhâm Thân 1992, sinh con năm 2021, có tốt không? Để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ. Khi bố hoặc mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con vào năm 2021, dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp. Từ đó sẽ đưa ra kết luận, đánh giá chi tiết, sự xung hợp giữa các yếu tố. 1. Ngũ hành sinh khắc. Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con không hợp với cha mẹ, gọi là tiểu hung, cha mẹ không hợp với con, là đại hung. Do đó, cần tránh đại hung. Tốt nhất là ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con. Niên mệnh của con là thổ, có gọi là bích thượng thổ. Niên mệnh của bố hoặc mẹ là kim, con gọi là kiếm phong kim. Như vậy, niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố hoặc mẹ, vì thổ sinh kim. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố, được gọi là tiểu cát. 2. Thiên can xung hợp. Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong thiên can có các cặp tương xung là xấu và tương hóa là tốt. Thiên can của cha mẹ tương hóa với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hóa và không tương xung với con. Thiên can của con là tân, thiên can của bố hoặc mẹ là nhâm. Như vậy, thiên can của bố hoặc mẹ bình hòa với thiên can của con, được gọi là bình. 3. Địa chi xung hợp. Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con giáp cho các năm. Hợp xung của địa chi bao gồm tương hình, trong 12 địa chi có 8 địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau. Lục xung, 6 cặp tương xung. Lục hại, 6 cặp tương hại. Tứ hành xung, lục hợp, tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp với con là tốt nhất. Bình hòa là không tương hợp và không tương xung với con. Địa chi của con là Sửu, địa chi của bố hoặc mẹ là Thân. Như vậy, địa chi của bố hoặc mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau, được gọi là bình. 4. Kết luận. Năm 2021 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố hoặc mẹ và con khá tốt. Như vậy, tuổi Nhâm Thân có thể sinh con năm 2021. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.